Đây là cái bãi. Đây là con chim bị bịp vậy. Còn đây là con quắc vậy. Còn đây là flycam. Cái bãi này rồi đây các bạn, mình là tiếp tục qua khu này để tìm con bịp sống bụi bụng nghề vảy chim rất là ngon nè. Đây qua chỗ thứ hai nè, mình sẽ đi qua khu vực vườn bên này. Mình phát hiện khu này có một con bịp bịp. Đây là khu vườn rất là rộng một mình. Và chưa biết hay là con gà con
gà mà gầy sáng là con gà cha. Đi lang thang trong sân có con gà, có con gà. Đi lang thang trong sân có con gà, có con gà. Gà chưa biết gầy là con gà con. Gà mà gầy sáng là con gà cha. Đi lang thang trong sân có con gà, có cái con gà. Kết thúc một ngày đi. Đi lang thang trong sân có con gà, có con gà. Thì bảy chim. Gà mà cúc tắc là thì mẹ mình bắt gà con. Con bị bịp khóa lớn. Gà mà cúc tắc là vợ gà cha. Đi lang thang trong sân có con.